Ở Mỹ có một người tên là anh Nguyễn Thanh Tú. Anh Nguyễn Thanh Tú là con của nhà báo ký giả Đạm Phong, bị giết vào khoảng đầu thập niên 80 vì ông bị cho là người thân cận. Anh Tú đó, trong thời gian vừa qua, anh có cáo buộc với Trịnh Hội về Trịnh Hội hai điều. Thứ nhất, anh cũng bảo Trịnh Hội là bị tên. Thì thôi, mình đã nói ở thời mình có bị tên, mình nói rồi. Thứ hai, anh cáo buộc rằng là Trịnh Hội nói rằng ngày xưa tại sao Trịnh Hội đi làm thì tị nạn 100 đô mỗi tháng. Mà tại sao vào năm 2004, 2005 thì Trịnh Hội có tới 3 căn nhà. Thì tại sao Trịnh Hội trả lời như thế nào? Thì thật sự là Trịnh Hội chưa trả lời cho ảnh, tại vì đối với Trịnh Hội là cái chuyện đó không cần phải nói ra. Nhưng mà ở đây thì Trịnh Hội sẽ nói vì đây là nhà của mình. Đúng, lời nói mà 2004, 2005 Trịnh Hội có 3 căn nhà là đúng. Đúng là trước đây em có 3 căn nhà. Tại vì từ năm 97 đến năm 2004 khi mà em lấy vợ đó thì lương em một tháng là 100 thì đúng luôn. Đúng luôn là nếu có 100 đô thì đúng, không có tiền mua nhà. Nhưng mà khi mà em lấy bà vợ đầu tiên của em, bà vợ đó bà hơi giàu nha em. Thành thử là bà đã add tên em vô nhà. So nếu mà trách thì em nên trách bà vợ lớn nhất của em, tại sao bắt tên em quá. She added my name to the first house, then the second house. Rồi tụi em đi làm một năm, lúc đó em làm executive director cho SPTN. Bà vợ thì vẫn đi làm những công việc của bà vợ làm. Tụi em mua được căn nhà thứ ba. Căn nhà thứ ba thì mình bỏ được 20% tiền deposit, đi mượn 80%. Nhưng mà rất tiếc là vừa mua được cả 2 năm thì hai vợ chồng ly dị. Thì bà giữ căn mình giữ, còn căn bán. Thì cái căn nha. Trong cái video này nó quan trọng để hai cái chữ mà tôi để ý nhất là lúc mà Trịnh Hội nói vợ đầu tiên của em, bà vợ đó giàu, hơi giàu hơn em. Thành thử là bà đã add tên em vào nhà. Cái chữ add có nghĩa là bỏ tên vào. Ý Trịnh Hội muốn ám chỉ muốn nói đây là vì bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên giàu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên là chủ của cái nhà và đứng tên của các cha nhà, nên chỉ có Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới có quyền mới bỏ tên Trịnh Hội vào. Lúc bấy giờ Trịnh Hội đó chỉ có 100 đô một tháng, thành ra không thể nào mỗi một năm, tôi nhấn mạnh mỗi một năm mua một cái nhà. Không có cái chuyện mà bán nhà này trước rồi mua nhà này kia, chuyện đó không có. Mỗi một năm tậu một cái nhà, là có nghĩa là 100 đô tậu 3 cái nhà. Thì hai lần ly hôn, hai lần phá sản. Mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhấn mạnh chữ tôi ra chia tay anh Trịnh Hội, tôi ra khỏi nhà tay trắng, phải thuê nhà. Nếu mà như Trịnh Hội nói Nguyễn Cao Kỳ Duyên là vợ giàu, đừng là cái người mà bỏ tên vào nhà, có nghĩa là chủ nhà, tại sao khi ly dị mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại là người phải đi thuê nhà ở mà ra khỏi nhà? Đáng lẽ Trịnh Hội là cái người ra khỏi nhà thì đúng hơn. Kỳ Duyên và Trịnh Hội ly hôn năm 2008. Mà trước đó đó, trước khi ly dị, ba cái nhà đều đứng dưới tên của Trịnh Hội cả. Không có cái nhà nào mà dưới tên của Kỳ Duyên cả. Để chứng minh là Nguyễn Cao Kỳ Duyên không phải là một người vợ giàu như mà Trịnh Hội nói, cái chuyện mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên bỏ tên Trịnh Hội vào những cái tên trong những cái giấy tờ của nhà, điều đó không có. Ví dụ như nhà đầu tiên thấy rõ ràng cái mũi tên chị Trịnh Hội, nhà thứ nhì cái mũi tên cái nhà là nhà mà của Trịnh Hội mua lại của bà của tài tử Kiều Trinh, đấy cũng Trịnh Hội luôn. Cái nhà thứ ba cũng vậy, thấy rõ ràng cũng Trịnh Hội. Không có ba cái nhà, nhà đầu tiên là 2005, nhà thứ nhì là 2006 và nhà thứ ba là 2003. Mỗi năm một cái nhà, và mỗi năm trong giấy tờ địa ốc của chính quyền California không thấy tên của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đâu cả. Đây là cái nhà mà Trịnh Hội mua lại của tài tử Kiều Trinh. Cái nhà này tôi sẽ không nói tới là vì cái nhà này ngày nay Trịnh Hội vẫn còn và chưa bán. Cái nhà này mua năm 2006.
cái điều mà tôi muốn nói là cái quan trọng để ý cái năm đó. Cái nhà này mua 2006, còn hai vợ chồng ly dị nhau vào cái năm 2008. Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trần Hội ly dị vào năm 2008. Một lần nữa tôi để ý cái năm đó rất là quan trọng. Mà theo Nguyễn Cao Kỳ Duyên đó, thì hai lần ly hôn, hai lần phá sản, mà khi ra khỏi nhà đó, khi mà ly hôn đó, thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người ra khỏi nhà hai bàn tay trắng và phải thuê nhà chứng minh cái gì? Chứng minh chứng minh là Trình Hội là chủ nhà, vì thế Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới phải là người ra khỏi nhà và phải là người thuê nhà ở chỗ khác ở, chứ đâu phải Trình Hội. Tại vì nếu mà như Trình Hội nói là Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một bà vợ giàu và cái người đã bỏ tên vào trong những cái tờ tên nhà, có nghĩa là chuyện là ý muốn nói là Nguyễn Cao Kỳ Duyên là chủ nhà. Nếu mà chủ nhà, tại sao khi ly dị chủ nhà là cái người ra khỏi nhà mà Trình Hội là cái người ở trong nhà mà ra nhà hai bàn tay trắng? Cái thứ hai nữa, khi mà phá sản đó, cho chúng ta biết là Nguyễn Cao Kỳ Duyên không phải là bà vợ giàu, tại vì thấy rõ ràng không có khả năng, không thể có khả năng nằm mua ba cái nhà mà 100 đô mỗi một tháng được. Cái đó là Trình Hội mà thôi. Và mỗi cái nhà bỏ tiền, nếu nhớ là phải không phải bỏ 5.000, 10.000, 20% mỗi cái nhà, mỗi cái nhà bỏ xuống 20%, đó là lời mà Trình Hội nói. Cái nhà cuối cùng bỏ 20% của 1 triệu là 200.000, tiền đó đâu ra? Và khi mà phá sản đó, theo luật Hoa Kỳ đó, tôi không biết luật ở Việt Nam, theo luật Hoa Kỳ, khi mà phá sản đúng là tên của nhà mà đứng tên mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người mà trời vợ vào giàu mà đứng tên rồi bỏ tên của Trình Hội, thì ba cái nhà đó phải vào trong để họp trong cái phá sản đó để chia ra trả tiền nợ cho ngân hàng. Còn chuyện này không có, tại vì sau 2008 ly dị mà ba cái nhà vẫn nguyên vẹn, không có ai đụng gì tất cả. Là tại sao? Tại vì ba cái nhà đứng tên là nhà của Trình Hội, Trình Hội là chủ chứ không phải Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Để chứng minh đây là cái nhà đầu tiên mà Trình Hội mua, và theo giấy tờ thuế đó thì cho thấy năm 2009 cái nhà vẫn chưa bán. Lúc bấy giờ là cái này một năm sau khi hai vợ chồng ly dị nhau mà cái nhà này vẫn nguyên vẹn, nghĩa là không có phá sản, không gì cả, vẫn ở dưới tên của Trình Hội, chứng minh là Trình Hội là chủ từ lúc đầu đến bây giờ vẫn là chủ. Cái nhà này bán năm 2000, tháng 4 năm 2010, là hoàn toàn của cải của Trình Hội cả. Nguyễn Cao Kỳ Duyên không dính lưới gì, tại lúc này là hai vợ chồng đã ly dị năm 2008 rồi, đây là của Trình Hội hết. Cái nhà thứ hai mà nhà ở Hoa Thịnh Đốn, cái nhà này mua 1.35 triệu, thì giấy tờ của thuế cho thấy rõ một lần nữa Trình Hội là chủ nhà, không có tên của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đâu cả. Nhà này mua năm 2007, tháng 5 2007, mua 1.35 triệu, mà theo Trình Hội nói là trả bỏ xuống 20%, có nghĩa là 200.000, rồi vay tiền ngân hàng 800.000. Cái nhà này được bán vào, cái quan trọng là cái năm bán vào năm 2014, rất là quan trọng, tại vì hai vợ chồng đã lúc bấy giờ đã ly dị năm 2008 rồi, thì không thể nào mà 6 năm sau mà tòa cho phép anh giữ của cải sau khi ly dị, chuyện đó không có. Khi mà hai vợ chồng sắp sửa ly dị, nghĩa là phải chia sẻ tài sản ra đó, thì tòa đòi hỏi phải coi hết nhà cửa để chia ra, chứ không có chuyện mà sau khi mấy 6 năm sau mà vẫn còn giữ rồi bán, chuyện đó chưa hề có, luật pháp không cho. Cái thứ hai, nó lúc mà phá sản như Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói đó, tại sao mấy cái nhà này không có nằm ở trong đó để bán đi rồi trả tiền cho ngân hàng, mà tại vì đây là những cái nhà mà của Trình Hội, không phải là của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên không phải là chủ, không có khả năng khi mà cho phá sản hai lần, có chữ hai lần ly dị, hai lần phá sản, chứng minh là Nguyễn Cao Kỳ Duyên không phải là người vợ giàu như Trình Hội lương lẹo.
những cái câu hỏi mà nhiều người hỏi, tại sao ông nhạc sĩ Nam Lộc ông lại biện hộ cho Trịnh Hội. Tôi muốn nói cho đến chính cái chuyện này, tôi chưa bao giờ gặp ông nhạc sĩ Nam Lộc, và trước đó tôi cũng không biết, cho đến khi ông khi mà ra ông biện hộ lúc bấy giờ ông mới gây cái sự chú ý của tôi muốn biết ông là ai. Thì sau khi mà điều tra xong, tôi thấy rất là đơn giản, những chỗ nào có voice, có gây quỹ SP10, bất cứ chỗ nào đi nữa mà có tiền đó, có gọi tiền cachet đó, thì luôn luôn có nhạc sĩ Nam Lộc. Mà khi mà tôi đưa lên cái đề tài này, nó rất là hại cho nhạc sĩ Nam Lộc. Nó không có hại vì trực tiếp mà gián tiếp nó hại là tại sao? Là tại vì cái này là cái nồi cơm của nhạc sĩ Nam Lộc. Nếu mà Trình Hội không gây quỹ được thì không có tiền cachet cho nhạc sĩ Nam Lộc. Rất là đơn giản, không có gì cả. Cho nên lúc mà ổng ra ổng biện hộ, tôi thấy tôi ngồi tôi đợi đến mấy năm nay, tôi đợi ổng ra đưa bằng chứng. Nghe là tôi đợi, nói gọi là nó có sách mắt có chứng, tôi vẫn không, đến nay tôi đợi mà vẫn không thấy. Mà ổng cái ổng biện hộ gọi là khơi khơi chứ không có đưa ra bằng chứng gì cả. Nhưng mà ai ngờ là Trịnh Hội ra, Trịnh Hội đứng khẳng định những gì tôi nói là đúng. $100 một tháng, ba cái nhà mỗi một năm, ba cái nhà. Nhưng Trịnh Hội làm lỗi lầm là lương lẹo và láo toét với cái từ ngữ như là đổ cho vợ mình là vợ giàu, và để là chính người vợ để bỏ cái tên vào những cái tờ giấy đó, giấy của chủ nhà chúng ta hồi hoàn toàn không có. Nghĩa là tự mâu thuẫn mà lòi cái đuôi cho tôi thấy hết.